One Piece, One Piece, đảo hải tặc, vua hải tặc hoặc bất kỳ cái tên nào kiểu kiểu đấy thì chắc là ai cũng đã nghe qua rồi. Một bộ manga đã quá nổi tiếng với bất kỳ độc giả nào trên toàn thế giới. Ngay từ những ngày đầu tiên ra mắt, One Piece vẫn luôn nằm trong top những manga có doanh thu cao nhất, được đọc nhiều nhất, có độ phủ sóng rộng nhất, nhiều chuyện hen nhất. Và tin tôi đi, khi bộ truyện được chuyển thể lên anime, One Piece càng trở nên phổ biến rộng rãi hơn. Nói không phải khen, One Piece đã trở thành một trong những manga và anime huyền thoại của xứ sở mặt trời mọc. Để làm được điều đó, công lớn phải nhắc đến tác giả Eiichiro Oda. Ông đã tạo ra một thế giới cực kỳ rộng lớn và tràn ngập sắc màu, với hệ thống nhân vật dày đặc và có chiều sâu, tạo hình nhân vật bắt mắt, ý tôi là cực kỳ bắt mắt. Các loại trái ác quỷ trao cho người sử dụng sức mạnh, Haki vũ trang, Haki quan sát, siêu nhân biến hình, triệu hồi robot, các thứ. Nói chung là quá nhiều thứ gộp lại để tạo nên một bộ manga huyền thoại. One Piece chính là một thứ như thế. Và rồi đến một ngày, bạn hay tin rằng Netflix chuẩn bị cho ra mắt phiên bản người đóng của One Piece. Và bạn không nghe nhầm đâu, chính là Netflix đấy. Netflix not this one, bruh, tôi chưa sẵn sàng. Mấy ông định làm cái gì với One Piece vậy? Luffy ra màu, Zoro LGBT, Nami lên làm thuyền trưởng hay bất kỳ cái gì đó tương tự? Cũng có thể lắm. Netflix có thể hủy diệt bất kỳ cái nguyên tác nào mà họ có. Bạn còn nhớ Death Note Live Action không? Biết Netflix đã làm gì với nó chưa? Họ biến một bộ manga anime trinh thám hình sự hay nhất mọi thời đại trở thành một trò cười. Nó dở đến mức Morbius cũng phải giơ tay chịu thua. Cù lao sắc sống cũng không dám tranh giành ngôi vị quán quân của nó. Cho nên One Piece Live Action vừa mới chớm thông báo sẽ được khởi quay thì ngay lập tức cộng đồng mạng đã dậy sóng, cho rằng đây có lẽ sẽ là một thảm họa điện ảnh, một Dragon Ball Evolution 2.0. Nhưng trái với dự đoán, đây sẽ là một tác phẩm tiếp theo của Netflix. Tí phim lại được đánh giá cực kỳ tiềm năng sau khi trailer được công chiếu. Dàn diễn viên cực chuẩn, bám sát nguyên tác. Bối cảnh thế giới One Piece, phục trang nhân vật được xây dựng cực giống trong truyện, tôn trọng hết mức tác phẩm gốc. Các cảnh hành động kỹ xảo được đầu tư kỹ lưỡng, không bị ba xô như các TV series khác. Câu chuyện thì tôi cũng chưa biết, nhưng với tất cả những điểm tốt đó thì có vẻ như lần này Netflix lại đang làm khá tốt trong việc chuyển thể. Bạn cho rằng dàn diễn viên phải là người Nhật thì mới được ư? Không đâu, Netflix đang làm ổn đấy. Và để tìm hiểu chi tiết hơn lý do vì sao dàn cast của phim lại khá đa sắc tộc dù chuyển thể từ một bộ manga Nhật Bản, tại sao Netflix lần này lại không còn là chính mình, không còn tiếp tục phá hủy nguyên tác, và liệu diễn biến trong phim này sẽ thay đổi khác ra sao so với bản anime, tất cả sẽ có ở phần sau của video. Đầu tiên, ta phải nhắc đến việc tác giả Eiichiro Oda đã xác nhận rằng chính ông sẽ giám sát quá trình làm phim One Piece Live Action lần này. Đến khi nào phim đủ đạt tiêu chuẩn và được ông duyệt thì mới được mang đến cho khán giả. Mặc dù là khi ông làm điều đó thì chuyện sẽ tiếp tục bị drop và One Piece có lẽ phải chục năm nữa mới kết thúc. Nhưng không sao, chính tác giả đã ra tay để ngăn chặn Netflix làm càn, thì chúng ta có thể tin rằng One Piece lần này chắc chắn sẽ không làm hỏng việc, và nó sẽ giữ vững được những tinh thần mà Oda Sensei muốn truyền đạt. Về dàn cast của phim, chúng ta có Inaki Godoy trong vai Monkey D. Luffy, Arata Makenyu trong vai Roronoa Zoro, Emily Rudd trong vai Nami, Jacob Gibson trong vai Usopp và Taz Skyler trong vai Sanji. Mọi người đã được thấy dàn cast này từ rất lâu trước khi trailer được ra mắt, và thực sự có những người nghĩ dàn cast này xấu hay gì trời. Cá nhân tôi thấy đây là dàn cast chuẩn nguyên tác nhất. Trông họ có khác gì trong chuyện không? À không, thực ra cũng khác phết vì họ cũng không phải là 2D. Nhìn cái nét tinh nghịch từ mặt của Inaki, hay thần thái kiếm sĩ từ mặt Arata, hoặc cái bờ môi này mà xem, có ai dám nói đây không phải là Usopp từ trong chuyện bước ra hay không? Về vấn đề sắc tộc thì chính tác giả Oda đã tuyên bố rằng nếu One Piece của ông được xem như một thế giới thì mỗi người trong băng mũ rơm sẽ mang một quốc tịch khác nhau, chứ không phải tất cả đều là người Nhật. Monkey D. Luffy sẽ mang quốc tịch Brazil, Zoro mang quốc tịch Nhật Bản, Nami quốc tịch Thụy Điển, Usopp thì từ châu Phi, Sanji đến từ Pháp. Các thành viên khác của băng mũ rơm có quốc tịch lần lượt là Chopper người Canada, Robin người Nga, Frankie người Mỹ và Brook người Áo. Đây chính là sự tinh ý của Oda trong việc tạo ra các nhân vật của mình. Ông muốn thế giới của ông thể hiện được cả sự đa dạng trong truyện tranh lẫn ngoài thực tế. Hoặc đây có thể là động thái trả lời phỏng vấn chiều fan, hoặc ông đã biết trước được công thức Oscar và Emmy từ 20 năm trước. Nhưng vấn đề quan trọng nhất là các nhân vật trong One Piece vốn đã đa sắc tộc ngay từ đầu, và chỉ một số ít trong số họ là người Nhật thôi, cho nên chưa bàn đến diễn xuất. Nếu chỉ nói riêng về ngoại hình thì dàn cast mà Oda nhắm đến cho phiên bản người đóng hoàn toàn vừa ý ông rồi. Mà còn vừa ý hơn nữa nếu Oda cho các nhân vật của mình đeo tai nghe Bluetooth không để làm gì cả, nhưng trông nó ngầu và nghe rất sướng tai. Cái tôi đang nói đến ở đây chính là One Audio F2, đến từ hãng tai nghe DJ bán chạy nhất Amazon. Chất âm không chỉ hay chuẩn DJ, nhịp bay sống động với màng loa 10mm mà còn có thiết kế đẹp, họa tiết đĩa than làm điểm nhấn, có đèn báo pin, pin lên đến 40 tiếng, sạc một lần đủ ngay cả tuần. Với giá tiền chỉ 590k, bảo hành 12 tháng, những người xem của The Reviewer còn nhận được ưu đãi độc quyền khi nhấn vào đường link phía bên dưới, sẽ nhận ngay một voucher giảm 50k. Còn chần chờ gì mà không sắm ngay cho mình một con One Audio F2 tại các cửa hàng đồ chơi công nghệ 7 để có những trải nghiệm âm thanh tuyệt vời hơn. Link chi tiết ở dưới phần mô tả và bình luận. Thông qua trailer,
Ta còn thấy được sự đầu tư chỉn chu của Netflix về việc xây dựng thế giới trong One Piece kỳ công đến thế nào. Họ xây dựng từng chiếc tàu chiến, tạo dựng bối cảnh cho từng khung hình sao cho giống với anime nhất có thể. Những tạo vật biểu tượng ta có thể thấy như con tàu Red Force của băng tóc đỏ, con tàu Mary, nhà hàng Barati trên biển, thị trấn Shelltown nơi Luffy cứu Zoro, con tàu Miss Love Duck của Alvida, tàu hải quân của Garp, hay con vua biển, cánh tay trái của Shanks. Mọi thứ đều được Netflix tôn trọng bản gốc hết sức có thể. Họ chính xác là mang những nét vẽ hoạt hình trở nên thực tế hơn. Và thực tế thì đôi khi nó hơi phũ phàng. Công thử nghĩ mà xem, nếu như cái đầu của Mary mà cu tay hột me thì khác gì tàu tham quan trong Disneyland không? Hay là việc dàn diễn viên của phim không giống trong hoạt hình? Cái này thì là điều không thể nào tránh khỏi rồi. Sự khác nhau giữa người thật và những nhân vật trong truyện là thứ không có cục tẩy nào có thể xóa nhòa được. Cá nhân tôi thấy, việc Oda và nhà sản xuất cố gắng cho các diễn viên trông hợp vai, phát triển được tính cách đã là tốt lắm rồi. Đây họ còn tạo hình theo sát truyện. Có mấy ông tô xích như kiểu là Yusuf có mỗi mũi dài, Sanji không có lông mày xoăn các thứ. Mũi dài với lông mày xoăn thì hóa trang thêm vào dễ thôi. Nhưng có phải khi đó mọi người sẽ bắt đầu quay sang chê ngoại hình phi thực tế và sai lệch về giải phẫu học gì đó hay không? Ừ thì đây là phim không phải đời thực. Ngoài đời chả có thằng người cao su nào cả. Nhưng tôi nghĩ rằng phim luôn nên là sự kết hợp giữa tính thực tế và phi thực tế. Tính thực tế để người xem dễ đón nhận và tính phi thực tế để người xem tận hưởng. Và ngoại hình nhân vật thường là phần thực tế. Tôi phải nói thật là năm thành viên này có băng mũ rơm là còn nhẹ đô chán. Đợi đến khi các ông thấy tạo hình của người cá Along hay là mấy đứa ăn mặc dị hợm như kiểu Fashion Week Low Budget. Đến lúc đấy thì đòi nhà làm phim quay xe sửa tạo hình khéo lại không kịp. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tạo hình trong phim và tính cách nhân vật vẫn chưa thể thỏa mãn được phần đông khán giả. Qua trailer ta thấy Luffy có vẻ không còn là chân bé đù, đầu têu nghịch ngu và cá tính tưng tửng, mà lại có phần hiểu chuyện hơn, vóc dáng độ tuổi cũng có vẻ lớn hơn. Sanji thì không biết có phải do cảnh này ánh sáng kém hay không, nhưng có vẻ là tóc cũng hơi sơ và vẫn thiếu gì đó, có thể là do chỉ xuất hiện có tí xíu chăng. Cái này thì phải chờ phim ra mắt thì mới biết được. Nhưng nhìn chung thì tạo hình nhân vật là quá đỉnh đi. Nhìn cái ông Jack này mà xem. Ngoài ra về vấn đề cốt truyện của phim chắc chắn sẽ có sự thay đổi. One Piece bản hoạt hình phải đến hơn 100 tập mới qua được chương của người cá Along. Còn bản live action như đã được nói từ trước, mùa 1 sẽ dừng lại với 8 tập phim và cũng dừng chân tại Along Park. Cho nên chắc chắn phim sẽ có sự điều chỉnh, rút ngắn những tình tiết vô tri lại nhất có thể, tập trung vào mạch truyện chính, thậm chí là ghép nhiều sự kiện lại với nhau cho câu chuyện của bộ phim diễn biến nhanh chóng. Dễ thấy nhất là trong trailer, ta thấy được Nami cũng đến cái nơi trông giống như là chỗ Luffy cứu Zoro. Khả năng cao là cô cũng tham gia trận chiến cứu Zoro. Vì thế các ông mà quá mê truyện tranh và hoạt hình thì hãy nhớ một điều rằng đây là bộ phim người đóng. Nó sẽ không thể như một bộ phim hoạt hình. Họ sẽ không làm bản live action cả nghìn tập như anime đâu. Kinh phí có hạn, chưa kể lại là một TV series. Mà lại là một TV series với rất nhiều CGI. Thì ta có thể đoán được là về mặt nội dung nó sẽ có nhiều điều chỉnh so với bản gốc, sao cho phù hợp với khả năng sản xuất. Và nhắc lại một lần nữa là vẫn phải thỏa lòng bác Oda. So với bản gốc thì sẽ dở hay là hay hơn thì có lẽ phải chờ phim ra thì chúng ta mới biết được. Nhưng theo cá nhân tôi, có bác Oda luôn ở phim trường từ A đến Z để trông coi đứa con của mình thì phần live action này chắc chắn sẽ ở mức khá trở lên, khó mà có thể trở thành thảm họa được. Nên là fan One Piece có thể yên tâm kê gối cao đầu mà đi ngủ. Nói tóm lại, tranh cãi thì luôn có. Với những bộ phim chuyển thể thì khán giả lại càng trở nên khắt khe hơn, vì họ luôn có một thứ để mang ra so sánh với phim ảnh. Nhưng xét cho cùng, chúng ta cũng không nên quá quan tâm đến những lời chê bai tiêu cực trên mạng làm gì. Ngày xưa Chúa Nhẫn cũng bị fan tiểu thuyết tế lên tế xuống vì đạo diễn Peter Jackson đã sửa đổi nguyên tắc quá nhiều. Xong cuối cùng phim lại thành công như thể mọi người không biết cái tiểu thuyết kia có tồn tại hay không. Cho nên ta hãy cứ kỳ vọng vào One Piece live action. Chúng ta không nên so sánh nó với truyện hay bản hoạt hình. Vì khi họ làm phim người đóng thì fan One Piece không phải đối tượng duy nhất mà họ hướng đến. Họ còn muốn lan tỏa đến cả những người chưa từng biết One Piece là gì. Nên hãy cùng chờ xem vào ngày 31 tháng 8 tới đây, One Piece sẽ đem lại những bất ngờ gì cho chúng ta. Nếu bạn cũng hào hứng giống tôi, hãy để lại bình luận ở phía bên dưới. À mà mấy ông cứ chê đi, chả được nghe Gomu Gomuno đâu. Người ta chuyển thành Gum Gum rồi. Nghe lạ tai với mình nhưng mà nghe y hệt bản lồng tiếng tiếng Anh luôn. Thế nhá, tôi quản quại. Xin chào và hẹn gặp lại.